Trước khi bắt đầu, tôi yêu cầu quý vị hãy quên tất cả những điều quý vị đã nghe hay đọc về vụ án này. Quả thật, phải quên tất cả. Chính quý vị được mời tới đây để xét xử. Quý vị là những hội thẩm viên, là bồi thẩm đoàn sẽ phán xét bị cáo Lacoste hôm nay. Luật pháp cho quý vị quyền được quyết định số phận một con người. Quý vị hãy thực hiện trách nhiệm này một cách nghiêm túc. Tên gọi của ông là gì? Là ông sinh ngày tháng năm nào? Ngày 14 tháng 3 năm 1982, năm nay tôi 31 tuổi. Ông đã có gia đình chưa? Rồi. Ông có con trong giá thú hay ngoài giá thú không? Một con trai tên là Boris, cháu 2 tuổi, không có con ngoài giá thú. Lacoste, thông tin cá nhân như vừa nêu, theo khoản 1 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, điều 154 giới hạn xét xử, vào ngày 26 tháng 5 năm 2013, đã giết chết 164 người bên trên địa phận làng Oberas Vodok bằng phương tiện gây nguy hiểm cho cộng đồng. Ông ta bị cáo buộc vào ngày 26 tháng 5 năm 2013, vào lúc 20 giờ 21 phút đã dùng tên lửa không đối không bắn vào máy bay chở khách dòng Airbus Industrial A320-100-200 của hãng hàng không quốc gia Đức Deutsche Lufthansa AG với số hiệu LH2047 đang trên đường từ Berlin về Munchen, và do đó đã giết chết 164 người có mặt trên chuyến bay này. Tội giết người theo điều 211 khoản 2 nhóm 2 mục 3 điều 52 khoản 1 Bộ Luật Hình Sự. Quốc hội đã thống nhất rằng trong trường hợp xấu nhất thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được phép quyết định điều động quân đội ngay cả trong trường hợp cần tấn công một máy bay chở khách với những hành khách vô tội ở bên trong. Đa số dân đã bỏ phiếu thông qua đạo luật này. Luật cho phép nhà nước giết người. 82 hồ sơ chính, 158 hồ sơ bổ sung, 46 hồ sơ chứng cứ, 15 hồ sơ ảnh và còn nhiều nữa. Nhưng mà câu hỏi duy nhất cho vụ án này, câu hỏi duy nhất mà các vị nhận được ngày hôm nay là liệu Lacoste có được phép giết 164 người này không? Liệu có những tình huống trong cuộc sống của chúng ta mà trong đó giết người được coi là hợp lý, đúng đắn và khôn ngoan không? Tôi trực DC từ lúc 14 giờ, nghĩa là ca thứ 2. DC là gì? Duty Controller. DC là gì? Duty Controller. Kẻ khủng bố đã ép phi công thông báo qua vô tuyến điện rằng máy bay đã bị bắt cóc. Đề nghị ông kể rõ hơn. Vào lúc 19 giờ 32 phút, một thông điệp vô tuyến của chiếc máy bay Lufthansa mang số hiệu LH2047 đã được chuyển tới chúng tôi. Đó là chuyến bay từ Berlin Tegel tới München. Từ 19 giờ 20 tới 20 giờ 30, phi công thông báo rằng anh ta bị ép buộc phải đọc một văn bản. Có 98 đàn ông, 64 phụ nữ và 2 trẻ em trong máy bay. Danh sách hành khách được đặt trước mặt tôi. Thiếu tá Koch, anh ta đã khai hỏa pháo, bắn đạn hỗn hợp, đạn vạch đường và đạn thông thường. 20 giờ 21 phút. Xin đợi một chút, tôi muốn kiểm tra lại đã. Vâng, chính xác là 20 giờ 21 phút và 34 giây. Đó chính là giờ tên lửa tầm nhiệt được kích hoạt điện tử. Ông Lauterbach, giá như ông cho sơ tán sân vận động thì có lẽ không một khán giả nào đã gặp nguy hiểm hết. Nhưng rõ ràng ông đã không muốn làm điều đó. Đó là trách nhiệm của cơ quan ứng phó thảm họa băng Bayern. Bị cáo có chịu trách nhiệm cho việc sơ tán sân vận động không? Tất nhiên là không. Sân vận động đã chật kín khán giả khi chiếc Lufthansa này bay gần tới. Và liệu khi đó bị cáo có khả năng thay đổi bất cứ điều gì không? Không. Tôi đã cân nhắc liệu mình có nên chống lại mệnh lệnh không? Cứu hàng chục nghìn người và phải giết hàng trăm người. Tôi đã nghĩ đến vợ và con trai tôi. Nghĩ từ trong ruột gan. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Nghĩ rằng bây giờ mọi thứ trong đời tôi sẽ thay đổi. Thêm vào câu hỏi của chủ tọa, liệu ông có thể đã nhìn thấy những hành khách trong máy bay đang cố gắng thâm nhập vào buồng lái không? Thưa bà công tố viên, tôi không biết những câu hỏi này sẽ dẫn tới đâu. Ông muốn phản đối các câu hỏi của tôi à? Tôi chỉ đang muốn biết là bà đang hỏi cái gì. Bây giờ, hoặc là ông chính thức phản đối các câu hỏi của tôi, hoặc là ông đừng cố cắt ngang tôi nữa. Nghĩa là ông cho rằng số lượng lớn khán giả trong sân vận động là lý do chính đáng cho việc giết các hành khách. Đúng. Nghĩa là ông cân nhắc giữa mạng sống với mạng sống. Không. Không phải giữa một mạng sống đơn lẻ với một mạng sống đơn lẻ. Tôi chỉ cho rằng việc giết một số ít để cứu lấy rất nhiều người là đúng.
Ngoại lệ chỉ có thể được tạo ra trong trường hợp một con số rất lớn. Thế còn mấy đứa trẻ ở trong máy bay? Có hai trẻ em trên máy bay. Chúng không đồng ý với việc bị giết chứ. Phải chăng ông không còn coi các hành khách là những con người? Vợ và con trai ông, điều gì sẽ xảy ra nếu như họ ở trong chiếc máy bay đó? Khi đó ông cũng sẽ bắn chứ. Bà bây giờ, đề nghị bà hãy cung cấp thông tin cá nhân để ghi vào biên bản. Tên gọi của bà là gì? Francisca. Tuổi tròn của bà là bao nhiêu? 34. Bà sống ở đâu? Ở Montreal, Tudor Ranger. Cảm ơn, nhưng chúng tôi không cần địa chỉ cụ thể. Montreal là đủ rồi. Bà có thể cho chúng tôi biết giờ nhận tin nhắn không? Tin nhắn nào cơ? Của chồng bà. Vâng, xin đợi một chút. 19:48:12, tôi đã chép lại từ điện thoại. Tin nhắn nào cơ? Của chồng bà. Vâng, xin đợi một chút. Tin nhắn nào cơ? Của chồng bà. Vâng, xin đợi một chút. 19:48:12, tôi đã chép lại từ điện thoại. Tin nhắn nào cơ? Của chồng bà. Vâng, xin đợi một chút. 19:48:12, tôi đã chép lại từ điện thoại.